Hi, welcome back to my channel. Stars, here we go. Okay, Slender, yeah, the show, let's go. Ok, let's go. Vào đây mình đã có 8 quyển sách. Rồi, vào tựa thứ 2, Evilo. Let's go. Let's go. Mình sẽ vào lại xem như thế nào.
Có vẻ tự game Evenrune này đang bị lag à? Không thể loát được luôn. Rồi, vậy thì mình sẽ vào tự game tiếp theo. Granichu. Mr. Smith. Thank you.
here, honey. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. The children of Slandoria. Okay, let's go. Wow, một con điện cũng khá là kinh dị. Ở đây thì các bạn sẽ kéo để
tốc độ cao lên. Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả những mảnh chìa khóa màu vàng. Đây các bạn sẽ phải đủ mảnh chìa khóa, sau đó thì sẽ lấy được quyển sách và với ấn được cánh cửa kia để thoát khỏi đây. Đó là tiêu diệt con ma trong ngôi nhà này. Khi tìm hết ở trên thì các bạn lại xuống dưới để tìm kiếm tiếp. Khi đủ màu chìa khóa thì các bạn sẽ mở được chiếc két sắt mà lúc đầu các bạn đang bị giam giữ ở đó, thì lúc đó các bạn sẽ lấy được một quyển sách, và quyển sách đó là quyển sách tà thuật để hóa giải nghiệp chướng và hóa giải những con ma trong tự con này. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Mr. Smith One. What was that? I got you.
Ok, let's go. Sau đó thì mình sẽ đi lấy nước ở trước giếng này. Một loại nước nào đây? Nước ở giếng này là giếng gì đây? Mình phát sáng màu đỏ luôn. Thành công. Bạn sẽ dẫn cô gái này đi gặp bác sĩ. Thì lúc đó ông bác sĩ mới tin tưởng vào bà trong. Nếu mà các bạn không giữ cô gái này gặp ông bác sĩ thì ông ta sẽ không bao giờ nắm bà. Bởi vì ông ta khá là sợ ông Mr. Smith. Bring me the girl. Well, bring me the girl. Well. Bring me the girl. Well, the little bit. Bring me the girl. Well, the little bit. Ông ta vẫn chưa tỉnh. Khá là may. Bring me the girl. Ông ta mà tỉnh thì lúc đang đi như thế này thì chú đai rồi. Mình sẽ đóng cửa lại. Ok, let's go. Yes. Yes, that's it, that's it. This, another bit of that. Oh, very well. Come here, little pig. Drink this. It will help. Drink it. Drink it all. Yes. Yes. Am I transforming again? Yes, it works. It works. I am a normal girl again. Ha 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 ha.
Thank you.